Xin chào các bạn nha. Ở phần video thứ hai mình hướng dẫn các bạn là móc cái phần hạ eo này rồi. Thì bây giờ tiếp theo cái phần thứ ba mình sẽ móc lên phía trên đó nha. Và ở đây mình đã móc sẵn một cái mẫu phía trên để cho các bạn xem phía tiếp theo là của mình là móc như thế nào nha. Ở đây nè, của mình là sau khi móc xong cái phần hạ eo mình sẽ quay lại cái phần chát như ở dưới phần tà áo phía dưới. Mình sẽ móc lên là tổng cộng là 8 hàng và thêm một cái hàng mũi kép đầu tiên để bắt lại cái mũi mà cụm qua giăng lên. Có nghĩa là cái hàng kế tiếp của mình bắt ở phần video thứ ba này là cái hàng tất cả các mũi đều là mũi kép hết. Và kế tiếp mình sẽ quay lại cái phần qua giăng chát của phần thân áo ở phía dưới. Mình đi lên cho mình là tổng cộng là 8 hàng. Bây giờ các bạn sẽ móc tiếp theo mình nha. Đây, ở đây mình sẽ bắt đầu vào cái hàng tiếp theo của cái phần sau khi hết kết thúc hạ eo. Các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình. Các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Móc tiếp theo, mỗi chân của nó là một mũi kép cho mình. Đây, các bạn sẽ móc tất cả các chân đều là mũi kép cho mình tới hết hàng này luôn. Mình rọi cái hàng này là cái hàng thứ nhất của cái phần 3 nha. Tại giống như ở mỗi phần mình sẽ nói số hàng cho nó dễ để nhiều khi các bạn móc để ý không để ý nhiều khi cái hàng mất công đếm lại mất công lắm. Ở đây cái hàng này thì mình tính là cái hàng thứ nhất của cái phần 3 đó. Cái này cái camera nó hơi tối. Đó các bạn thấy không? Mình móc mỗi chân là một mũi kép hết cho mình nè. Đó. Bây giờ các bạn sẽ móc hết nguyên một hàng này là mũi kép hết cho mình rồi mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn tiếp tục nha. Đây, sau khi mình móc xong nguyên một cái hàng mũi kép như thế này rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc lên cái phần ngực nha, cái ngực áo á, ở trong cái phần hình vẽ mình có nó dấu hiệu đó. Đây, là như thế này. Mình móc xong hàng mũi kép, bây giờ mình sẽ bắt đầu móc lên cái hàng này. Cái họa tiết đi lên là giống như họa tiết vận thân từ hàng 1 tới hàng 4. Các bạn sẽ lặp lại cho mình là tà 2 lần từ hàng 1 tới hàng 4 nha. Ở đây các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Móc tiếp chân kế tiếp là một mũi kép. Ở đây mình sẽ giới thiệu sơ lại một lần nữa về cái phần họa tiết của cái phần thân áo nha. Các bạn sẽ sau đó các bạn sẽ bỏ hai chân phía dưới, móc chân thứ ba cho mình 3 mũi kép chụm đầu. Như thế này. Tiếp theo 3 mũi bính. 3 mũi kép chụm đầu. Sau đó bỏ hai chân, móc chân thứ ba một mũi kép và móc tiếp bốn chân kế tiếp là bốn mũi kép. Đây, để tạo thành 5 mũi kép như thế này. Sau đó bỏ hai chân phía dưới, móc chân thứ ba cho mình 3 mũi kép chụm đầu. Ba mũi bính. Tiếp theo 3 mũi kép chụm đầu. Sau đó bỏ hai chân, móc chân thứ ba một mũi kép và móc tiếp bốn chân kế tiếp là bốn mũi kép. Như thế này. Thì tương tự các bạn sẽ móc tới cuối hàng thứ hai này cho mình luôn. Đây mình đã xong cái hàng thứ hai của phần phần ngực áo nha. Tiếp theo cái hàng thứ ba thì nó giống như cái phần thân áo này thôi. Các bạn sẽ móc lên như thế này cho mình. Đó, nó chỉ y chang thôi. Các bạn sẽ lặp lại từ hàng 1 tới hàng 4 của cái phần cái dạng áo phía dưới nè. Nên ở đây mình sẽ móc nhanh cái phần này nha. Các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính. Móc tiếp tục chân bính, chân kép ở đây một mũi kép nữa. Sau đó lên một bính. Móc vào đây một mũi kép. Một bính, móc ở đây một mũi kép, móc một bính và móc tiếp tục 5 mũi kép liên tiếp đây cho mình. Ở đây thì cái phần họa tiết này là các bạn đã xem ở phần 1 cho mình nha. Tại vì cái phần 1 mình sẽ hướng dẫn cụ thể 4 cái hàng này, còn ở phần 2 thì mình không có hướng dẫn, mình chỉ hướng dẫn cái phần hạ eo thôi. Như thế này. Tiếp theo qua bên đây. Các bạn sẽ lên một bính, sau đó móc vô đây một mũi kép. Tiếp tục một bính, móc một kép. Sau đó một bính và qua đây móc tiếp 5 mũi kép bên đây cho mình. Đó.
như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc hết cái hàng thứ ba này cho mình luôn. Ở đây mình gọi nó là hàng thứ ba của phần ngực nha, chứ cái phần họa tiết là cái hàng này chỉ là hàng thứ hai thôi nha. Đây, ở đây mình đã xong hàng thứ ba lên phần ngực rồi nè. Cái hàng thứ ba này nhưng mà là thật sự là cái qua văn hàng thứ hai thôi nha các mọi người. Đây mới là cái qua văn hàng thứ ba nè, là các bạn sẽ lên cho mình tiếp tục ở đây là một mũi kép đó nè, sau đó lên hai mũi bính, tiếp tục móc vào giữa mũi bính ở đây là một mũi kép, hai bính, móc qua đây cho mình 5 mũi kép, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5. Tiếp theo 2 bính, móc vô khoảng giữa này 1 mũi kép, 2 mũi bính, móc qua đây 5 mũi kép. Ở đây nếu các bạn không xem rõ thì các bạn xem lại cái phần video 1 hướng dẫn móc họa tiết giùm mình nha. Ở đó thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cái phần hoa văn này hơn. Còn ở đây thì mình chỉ móc lướt qua thôi, cho nó tránh cái mất thời gian. Đây nó như thế này. Ở cái hàng này đó, cái hàng này là cái hàng hoa văn thứ ba của cái phần họa tiết á. Còn cái này tại vì hàng mũi kép nên mình tính là một hàng. Ở lên đây là hàng thứ tư. Bây giờ các bạn sẽ móc hết cái hàng này như nãy giờ mình móc, rồi mình sẽ quay lại hướng dẫn tiếp. Đây mình đã móc xong cái hàng thứ tư từ cái phần này điểm là 1 2 3 4, nhưng mà theo cái phần chát qua văn thì cái ở đây là cái hàng thứ ba của phần chát qua văn nè. Cái hàng thứ tư của phần chát qua văn sẽ giống như cái hàng đầu tiên của mình đi lên nè, là tất cả các mũi các chân đều là mũi kép hết. Bây giờ các bạn sẽ móc tiếp tục cái hàng thứ năm cho mình, ở đây là tất cả các chân đều là mũi kép hết. Đây, cái khoảng giữa hai mũi bính này các bạn sẽ móc mình hai mũi kép nè, 1 nè, 2 nè, sau đó là cái chân này móc một mũi kép, tiếp theo qua đây 2 mũi kép, tiếp theo là các bạn sẽ móc 5 mũi kép ở đây cho mình, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Đó, tương tự các bạn sẽ móc hết cái hàng này là cái mũi kép cho mình. Sau đó các bạn sẽ lặp lại từ cái hàng 2 đến cái hàng thứ 5 này cho mình một lần nữa nha. Rồi mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn tiếp cái phần thân áo trên cái phần ngực, phía trên ngực. Đây mình đã xong cái hàng mũi kép hết nè. Hồi nãy mình nói các bạn móc thêm 4 hàng nữa giống như vậy cho mình thôi. Nhưng mà mình quên là một cái là các bạn phải móc xen kẽ nha. Xen kẽ như ở dưới phần thân nè. Và các bạn thấy không? Ở đây mình móc thì mình ở lên đây mình sẽ đổi là 5 mũi kép nè, còn bên đây 5 mũi kép mình sẽ đổi là phần hoa văn nha. Đó, để các bạn lộn nữa, để bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái hàng này đi. Rồi các bạn sẽ móc tới thêm 4 hàng ở phía trên, 3 hàng phía trên nữa cho mình. Bây giờ các bạn sẽ móc ở đây cho mình là tổng cộng 7 mũi kép nè, 1 2 nè, 3 nè, 4 5 6 7. Sau đó các bạn đếm hai chân, móc chân thứ ba cho mình là 3 mũi kép chụm đầu nè. Tiếp theo 3 mũi bính. Sau đó vẫn là 3 mũi kép chụm đầu. Tiếp theo bỏ hai chân, móc chân thứ ba 1 mũi kép và móc tiếp 4 mũi kép kế tiếp ở 4 chân kế tiếp cho mình. Sau đó bỏ hai chân, móc chân thứ ba cho mình 3 mũi kép chụm đầu. 3 bính, tiếp tục 3 mũi kép chụm đầu. Sau đó bỏ hai chân, móc chân thứ ba 1 mũi kép. Thì giờ tương tự các bạn sẽ móc hết cái hàng này và sau đó các bạn móc hàng thứ 2 3 4 này cho mình nha. Đó, ở đây thì mình các bạn thấy không? Mình đã móc nó đường đi xéo nè, cái cụm này đổ thành cái này. Và cái này thì nó sẽ thành 5 mũi kép. Đó, thì tương tự các bạn sẽ móc thêm hết hàng này vào thêm 3 hàng nữa cho mình nha. Rồi mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn tiếp tục. Đây, ở đây mình đã móc xong thêm là tổng cộng là từ cái hàng này tới cái hàng này có nghĩa là 9 hàng đó. 9 hàng kết thúc cái hàng thứ 9 ở phần cái hàng mũi kép cho mình nha. Bây giờ tiếp tục cái hàng thứ 10 là cái hàng bắt đầu mình sẽ chiết lên và mình sẽ chiết phần tay áo nha mọi người. Ở đây thì tay áo các bạn sẽ móc cho mình nè. Ở đầu các bạn không móc lên mũi mà các bạn sẽ móc mũi giờ cho mình, móc cho mình 6 mũi giờ.
các bạn sẽ đâm đâm mũi giờ kiểu như là mũi chượt á. Nè, các bạn sẽ chượt qua như thế này, một mũi nè, hai nè, ba, bốn, năm, sáu, xỏ sáu mũi. Và các bạn sẽ chượt qua mũi thứ bảy cho mình, lên cho mình ba mũi bính. Tiếp theo các bạn sẽ móc năm mũi kép liên tiếp cho mình, một nè, hai nè, ba nè, bốn, năm mũi kép. Sau đó ở phần ngay cái đường giữa này, các bạn sẽ móc cái phần qua dăn cái cánh lá cho mình, bỏ hai chân, móc chân thứ ba cho mình ba mũi kép chụm đầu. Như thế này. Sau đó ba mũi bính. Tiếp theo ba mũi kép chụm đầu. Qua đây bỏ hai chân, móc chân thứ ba một mũi kép. Tiếp theo là móc bốn chân kế tiếp bốn mũi kép cho mình. Đây, để tạo thành năm mũi kép thấy không? Kế tiếp các bạn lặp lại cái cụm này cho mình. Bỏ hai chân dưới, móc chân kế tiếp ba mũi kép chụm đầu. Ba bính. Qua đây móc tiếp cho mình ba mũi kép chụm đầu. Bỏ hai chân, móc chân thứ ba một mũi kép. Thì tương tự như ở đây thì các bạn sẽ móc bốn mũi kép và móc lại cụm này cho mình, tới cuối hàng các bạn sẽ chừa cho mình là tổng cộng là 6 mũi, 6 cái chân mũi kép cuối cùng nha. Rồi các bạn sẽ ngưng ở đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần cái hàng thứ 11 khi chiết lên phần nách. Đây, sau khi mà mình móc tới còn 6 mũi cuối cùng là mình sẽ không móc nữa. Và các bạn sẽ quay ngược lại, các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, sau đó các bạn quay ngược mặt lại. Các bạn móc tiếp cái hàng thứ 10, giống như ở đây là 2, 4, 6, 8, 9 thì cái hàng thứ 10 nè. Vậy các bạn móc tiếp cái hàng thứ 11 cho mình nha. Ở cái hàng thứ 11 này thì các bạn sẽ móc bỏ một chân mũi kép kế tiếp và móc bốn chân kép còn lại nè. Móc cho mình 1 nè, 2 nè, 3, 4. Là mình bỏ một chân mũi kép ở đây nè, các bạn thấy không? Đó. Sau đó các bạn móc một bính và móc vô đây cho mình một mũi kép, một bính, một kép như phần chát quả tiết của cái thân áo thôi. Ở đây thì mình đã quay lại như bình thường rồi nè. Ở chân nào các bạn sẽ móc chân đó, chỉ có ở đầu hàng các bạn sẽ chiết cho mình một chân mũi kép. Đây, xong tới cụm này tiếp lên một bính, móc qua đây một mũi kép, một bính, qua đây một mũi kép, một bính, qua đây là năm mũi kép liên tiếp nè. 1 nè. 2 3 4 5. Tương tự thì các bạn sẽ đây, ở đây thì tương tự thì các bạn sẽ móc thêm một cụm nữa cho mình nha. Các bạn sẽ lên cho mình một bính, sau đó qua đây là một kép, một bính, một mũi kép, một bính nè. Móc tiếp năm mũi kép kế tiếp cho mình. 1 nè. 2 3 4 5. Và từ đây cái hàng thứ 11 này mình sẽ thay đổi cái phần hoa văn chính giữa áo nha. Các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc vô cái khoảng giữa này một mũi đơn cho mình. Tiếp theo lên cho mình là 7 mũi bính. 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn sẽ móc vô cái chân bính chính giữa của 5 mũi kép này, tức nghĩa là hai, bỏ hai chân, móc chân thứ ba cho mình một mũi đơn. Tiếp theo 7 mũi bính. 5, 6, 7. Móc chính giữa bên đây một mũi đơn. Tiếp tục 7 mũi bính. Qua đây chính giữa
hai mũi kép này, mũi kép thứ ba một mũi đơn. Tương tự thì các bạn sẽ móc tới khi nào mà các bạn sẽ chừa lại cho mình là 1, 2, 3 cụm này và 5 cái mũi kép này thì các bạn sẽ ngưng. Có nghĩa là các bạn sẽ móc tới phần mũi kép này. Ở đây thì mình không có kim đánh dấu, mình để lạc bên kia rồi nên không có đem qua đây được. Thì bây giờ các bạn sẽ móc chừa lại 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm và 5 mũi kép này cho mình. Móc tới đây. Đây. Các bạn cứ 7 mũi bính đó, thì các bạn sẽ móc qua 1 mũi đơn cho mình. 5, 6, 7 nè. Móc qua đây 1 mũi đơn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái phần này thì nó cũng móc nhanh chứ không có lâu nên mình móc luôn. Mình sẽ không có cắt video ở phần này. À không, đây là thấy không? Mình móc cái bị hú rồi thấy không? Các bạn sẽ chừa tới đây nè, 1 2 3 4 nè, chừa cái cụm thứ 5 này cho mình. Các bạn sẽ ngay mũi đơn này. Ngay mũi đơn giữa cái cụm qua này, các bạn sẽ móc lên trình 3 mũi bính. Và móc vô đây là 5 mũi kép nè, 1 nè. 2 3 4 5. Sau đó lên một bính, qua đây móc một kép nè. Một bính, một kép, một bính và móc tiếp 5 mũi kép bên đây cho mình. Đó. Như thế này. Đây, ở cái cuối hàng này các bạn sẽ móc như đầu hàng cho mình. Đầu hàng của mình nè, các bạn móc còn 7 hàng là 5 mũi bính hàng là bạn bỏ một chân mũi kép phía dưới nè. Bây giờ ở đây các bạn sẽ móc tiếp cho mình 4 mũi kép liên tiếp nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Sau đó móc một mũi kép ở ngoài cùng, không móc mũi kép này nữa mà móc mũi kép ngoài cùng để còn 5 mũi kép nè. Như thế này. Như vậy là mình đã kết thúc cái hàng thứ 11 rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hàng thứ 12 nha. Các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính, 1 2 3 quay mặt lại. Các bạn sẽ bỏ hai chân mũi kép phía dưới, móc hai chân còn lại phía trong này cho mình nè. 1 2. Đó, các bạn thấy không? Sau đó các bạn sẽ lên cho mình hai bính, móc vô vào khoảng giữa này một mũi kép cho mình. Tiếp theo hai bính, móc qua đây 5 mũi kép liên tiếp. 1 nè. 2 3 4 5. Tiếp theo 2 bính, bên đây 1 mũi kép, 2 bính, qua đây là 5 mũi kép liên tiếp. 1 2 3 4 5. Tiếp theo 2 bính, qua đây 1 mũi kép, 2 bính, qua đây là 5 mũi kép liên tiếp. 1 nè. 2 3 4 5. À mình bây giờ mình quên cái vụ này nữa. Giống như cái phần chính giữa mình á, là mình sẽ làm một bài tiết hơi thưa để cho nó vừa kiểu giống như là nó hơi sexy cái phần cổ một chút xíu. Nếu mà các bạn có phần ngực hơi to hoặc là móc hơi size hơi lớn thì các bạn sẽ tăng phần cụm này lên cho mình. Giống như bốn hàng này các bạn sẽ lặp lại 3 lần cho mình. Ở đây mình lặp lại 2 lần thì các bạn sẽ lặp lại 3 lần cho mình. Rồi các bạn hãy đi vào cái phần họa tiết này nha. Giống như cũng như là cái phần chiếc nách cũng vậy. Các bạn sẽ móc lên cho mình là
3 lần rồi các bạn hả chiết nách lên. Thì rồi các bạn tới cái hàng này các bạn hả chiết, chứ các bạn đừng có móc theo mình. Nhiều khi cái size lớn hơn mà các bạn móc hai cái đường vậy thì cái phần ngực của mình nó không có được ôm cái ngực, nó hơi bị hở quá cái phần ngực á, hoặc là nó không có được đẹp. Còn ở đây mình size hơi nhỏ nên mình móc chỉ có hai cộng thôi, là 4 hàng như vậy và 4 hàng như vậy thôi. Còn đối với các bạn cái ngực to thì các bạn nhớ móc thêm lên nha, hoặc là các bạn chiết như mình cũng được. Rồi các bạn móc lên khoảng 2-3 hàng gì nữa, các bạn hãy móc cái phần này, cái phần chữ C này nè, mình ký hiệu ở trong cái hình ở video thứ hai á, là cái phần này phần chữ C nè. Đó, bây giờ tiếp tục nè, cái hàng thứ 12, cái hàng thứ 12 là mình móc tới đây nè, 5 mũi kép. Và bây giờ các bạn sẽ móc mình 5 mũi bính nè. Rồi các bạn sẽ móc vô chính giữa 7 mũi kép này, 7 mũi bính này, 1 mũi đơn. Tiếp tục 5 mũi bính. Qua đây móc 1 mũi đơn. Cứ 5 bính các bạn sẽ móc 1 mũi đơn cho mình. Móc vô cái dải 7 mũi bính đó. Đây là một cái mũi đơn cuối cùng nè, sau đó là 5 mũi bính nè. Và các bạn sẽ qua đây móc cho mình 5 mũi kép liên tiếp. Như thế này. Tiếp theo 2 bính, móc vô đây 1 mũi đơn, ổ 1 mũi kép, 2 bính, 5 mũi kép liên tiếp. Hai bính, qua đây móc 1 mũi kép, 2 mũi bính, qua đây móc 5 mũi kép liên tiếp. Đó, qua đây 2 bính, vô đây 1 mũi kép, tiếp theo là 2 mũi bính. Và ở đầu hàng thì ở đây mình móc chỉ còn là có 3 mũi kép thôi. Các bạn sẽ móc 2 mũi kép ở đây. 1 mũi nè. 2 mũi. Và móc mũi kép cuối cùng ở ngoài 3 mũi bính nè. Trên đầu 3 mũi bính. 1 mũi kép cuối cùng. Cùng như thế này. Đó. Như thế này là mình đã chiết phần nách thêm một cái nữa rồi. Và bây giờ các bạn sẽ tiếp tục nè. Tiếp tục móc cho mình nè. Lên 3 bính. Các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Quay mặt lại. Các bạn móc hàng thứ 13 cho mình nè. Các bạn sẽ bỏ chân này, móc vô cái chân này 1 mũi kép. Và móc vô đây 2 kép nè. Vào đây 1 mũi kép. Móc vô khoảng này 2 mũi kép. Sau đó là 5 mũi kép nè. 1 nè, 2, 3, 4, 5. Kế tiếp ở đây 2 mũi kép. Chính giữa mũi kép này là 1 mũi kép nè. Tiếp theo 2 kép. Qua đây 5 mũi kép. Tiếp theo 2 kép. Nói chung là ở phần này thì các bạn móc tất cả các chân đều là mũi kép cho mình. Chỉ có phần chính giữa thì các bạn sẽ thay đổi thôi.
Đây, ở đây mình hết rồi thấy không? Đó, bây giờ tiếp tục nè, tiếp tục xuống phần giữa nè, các bạn sẽ móc giống như cái phần này, cái hàng này, cái hàng này cho mình lên 3 mũi bính, móc xuống 5 bính này, 1 mũi đơn nè, 7 mũi bính, qua đây móc 1 mũi đơn, tiếp tục 7 mũi bính, qua đây móc 1 mũi đơn, tương tự thì cứ 7 bính 1 đơn tới hết cái phần chính giữa cho mình. Đây, cái cụm cuối cùng. Sau đó ở đây các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính, móc cho mình 5 mũi kép ở đây. Từ cái mũi kép đầu tiên này các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn, tất cả các chân đều là mũi kép cho mình và giảm 1 mũi kép ở đây cho mình nha. Thì nó tương tự như phần ở đầu hàng số 13 đây. Đấy, đây mình còn 2 mũi nữa không? Các bạn sẽ bỏ 1 mũi, móc cái chân cuối cùng phía đây cho mình 1 mũi kép nè. Sau đó lên 3 mũi bính. Và ở đây các bạn sẽ bỏ cho mình 2 chân, móc cái chân thứ 3 1 kép nè. 2 3 4 mũi kép như thế này. Ở hàng thứ 14. Bây giờ tiếp tục bỏ 2 chân, móc chân thứ 3 cho mình là 3 mũi kép chụm đầu. Sau đó 3 bính, qua đây 3 mũi kép chụm đầu. Tiếp tục 2 chân, chân thứ 3 5 mũi kép nè, 1 nè, 5 mũi kép liên tiếp nha. 2 3 4 5. Sau đó lại bỏ 2 chân, móc chân thứ 3 3 mũi kép chụm đầu. Ba bính, tiếp tục 3 mũi kép chụm đầu. Bỏ 2 chân và móc 1 mũi kép. Và tất cả các mũi kép còn lại tới cái phần chính giữa, các bạn móc mũi kép hết cho mình luôn. 2 nè. 3 nè. 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mũi. Có nghĩa là từ cái họa tiết này đi ra đây là 10 mũi nè. Bây giờ cái hàng này các bạn lại lặp lại cái phần họa tiết như ở chính giữa cái hàng này nè. Đó, có nghĩa là các bạn sẽ lên cho mình 5 mũi bính nè. Móc qua bên 7 mũi kép này, 1 mũi đơn, 5 bính 1 đơn tới cuối cái hàng phần chính giữa luôn. Đây, sau khi xong cái phần chính giữa cổ, các bạn sẽ móc tiếp cho mình là 10 mũi kép nè. Mời.
sau đó bỏ hai chân móc chân thứ ba cho mình 3 mũi kép chụm đầu. Ba bính tiếp tục 3 mũi kép chụm đầu. Tiếp theo bỏ hai chân móc chân thứ ba 1 mũi bính ở 5 mũi kép nè. Tiếp tục nè. 5 mũi kép liên tiếp nha chứ không phải một chân nha. Tiếp theo bỏ hai chân phía dưới móc chân thứ ba cho mình 3 mũi kép chụm đầu. Ở đây các bạn bỏ hai chân móc chân thứ ba cho mình 1 mũi kép nè, 2 mũi kép nè, 3 mũi kép nè, 4 mũi kép nè. Sau đó móc mũi kép ngoài cùng cho mình, cái chân ngoài cùng á, 1 mũi kép nữa để thành 5 mũi kép. Đó là giống như cái đầu hàng thứ 14, kết thúc hàng thứ 14 như thế này. Và bây giờ tiếp tục cái hàng thứ 15, các bạn sẽ lại bỏ 1 mũi kép nữa lên 3 bính cho mình. Quay mặt lại, các bạn sẽ móc 3 chân kép phía trong cho mình. 1 2 nè, 3 nè. Sau đó lên 1 bính. Qua đây 1 kép nè, 1 bính nè. Tiếp tục 1 kép, 1 bính. Và ở trong đây thì nó móc tương tự nhau thôi, chỉ khác thay đổi ở phần mà cái quả tiết cánh hoa đi lên thôi. Lên bính nè, qua đây là một kép nè, một bính nè. Các bạn nhớ lưu ý nha, cái phần mà chát quả tiết này thì khi mà các bạn móc xong 4 hàng á, các bạn sẽ lặp lại 4 hàng nữa, nhưng nó sẽ thay đổi vị trí với nhau nha, để cho nó được xen kẽ nhau á, chứ không thôi là nó không có được đẹp cái áo. Đây, mình móc xong 10 mũi kép rồi nè. Bây giờ lại tương tự như cái hàng mình, bây giờ mình gọi đi cái phần quả tiết C này, mình gọi hàng này hàng 1, 2 đi, 1, 2, 3, 4 nha. Cái hàng 1, hàng 2 thì nó chỉ lặp lại cái phần qua giăng của hàng 1, hàng 2 thôi. Ở đây, cái hàng thứ 10, được rồi, cái hàng thứ 15 thì các bạn sẽ lặp lại qua giăng của cái hàng thứ nhất ở phần chính giữa nha. Lên 3 bính, móc vô đây 1 mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ móc là 7 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn móc vô đây 1 mũi đơn. Thì tương tự cứ 7 mũi bính 1 đơn, các bạn sẽ lặp lại tới cuối cái phần chính giữa thân áo nha. Như thế này. Đây, kết thúc cái phần chính giữa áo thì cũng vậy, các bạn cũng sẽ lên 3 mũi bính như ở đầu hàng. Ở đầu hàng các bạn lên 3 mũi bính nè, thì cuối hàng vẫn lên 3 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình cái phần chát này. Cái phần chát bên hông nó là cứ 10 mũi kép nè. Các bạn sẽ móc hết 10 mũi kép này cho mình. Sau đó lên 1 bính, qua đây 1 kép nè, 1 bính nè, 1 mũi kép, tiếp tục 1 bính, 5 mũi kép liên tiếp nè. Tiếp tục 1 bính, vô đây 1 mũi kép, 1 bính nè, 1 mũi kép, 1 mũi bính. Và ở đây các bạn sẽ móc cho mình 3 chân kép phía trong. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Móc thêm 1 chân kép ở chân bính thứ 3 phía ngoài cùng. Có nghĩa là ở đây mình giảm 1 mũi kép nữa. Như thế này, còn 4 mũi kép còn lại nè. Tiếp theo lên 3 mũi bính để móc hàng thứ 16. Quay mặt lại, các bạn sẽ móc 2 chân kép phía trong.
1 nè, 2 nè, tiếp theo lên 2 bính, móc chính giữa 1 mũi kép, 2 mũi bính qua đây, móc 5 mũi kép liên tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 2 bính qua đây, 1 kép, 2 bính qua đây, móc 10 mũi kép liên tiếp. Xong. Bây giờ các bạn lại nhớ nè, ở dưới đây thì 3 mũi bính đầu, thì cái hàng tiếp theo các bạn bắt buộc phải là 5 mũi bính nha mình. Móc vô đây, 1 mũi đơn. Đó, bây giờ thì 5 bính 1 đơn cứ lặp lại tới cuối hàng. Đây cuối hàng cũng là 5 mũi bính nè, bạn móc qua đây. Cho mình 10 mũi kép liên tiếp. Đây. Sau đó 2 bánh móc vô giữa 1 mũi kép, 2 mũi bánh qua đây, 5 mũi kép. Tiếp tục 2 mũi bánh qua đây, 1 mũi kép, 2 bánh. Và ở đây các bạn sẽ móc 2 mũi kép ở phía trong cho mình, 1 nè, 2. Sau đó mũi kép cuối cùng nằm ở chân bính thứ ba của cái mũi kép cuối cùng cho mình. Như thế này là mình còn 3 mũi kép. Tiếp theo, ở đây mình sẽ cái hàng thứ 17 mình sẽ không nhả mũi nữa nha. Lên 3 bính. Các bạn sẽ móc tất cả các chân làm mũi kép hết. Ở đây 5 mũi bính thì trên đây các bạn sẽ 3 mũi bính cho mình. Xuống đây móc 1 mũi đơn. Tiếp theo là 7 mũi bính. Vào đây móc 1 mũi đơn. Tương tự cứ 7 bính 1 đơn móc hết cái phần chính giữa cho mình. Đây, ở đây mình đã bỏ qua cái phần mà cuối hàng của cái hàng thứ 17 này luôn. Thì tại vì không có tăng không giảm nên mình móc luôn á. Ở đây từ cái hàng thứ 18 trở đi là các bạn sẽ không tăng hoặc là giảm mũi ở phần nách đó nha. Các bạn sẽ lên cho mình 3 bính. Và ở đây nè, cứ xong cái hàng mũi kép này thì các bạn lại móc cái phần qua giăng. Nên các bạn để cho mình nè, cái hàng qua giăng ở đây thì bây giờ các bạn sẽ đổi qua giăng qua phần chính giữa. Các bạn sẽ móc tất cả các mũi kép cho mình tới cái phần qua giăng mấy bên đó cho mình.
Đây nè, các bạn để ý nha. Khi mà các bạn móc á thì các bạn móc, nhớ là móc hết cái mũi kép của phần chính giữa của hai này nè. Nó có hai mũi kép nè, móc chân cuối cùng thì các bạn sẽ móc qua phần họa tiết nè, bỏ hai chân móc chân thứ ba cho mình ba mũi kép chùm đầu nè. Như thế này. Sau đó ba mũi bính, tiếp tục ba mũi kép chùm đầu. Thì cái này quá quen thuộc rồi nên mình sẽ cho qua nó nhanh một chút xíu nha. Đó, tiếp theo thì tương tự cũng hai chân, bỏ chân thứ lên chân thứ ba là năm mũi kép liên tiếp thôi. Nó không có gì khác hết trơn. Ở đây chỉ nó thay đổi vị trí thôi. Tiếp theo bỏ ba hai chân móc chân thứ ba là ba mũi kép chùm đầu nè. Này, và ở đây bỏ hai chân móc một mũi kép, thì còn bao nhiêu chân kép ở phía sau thì các bạn sẽ móc hết cho mình. Ở đây thì chỉ có 5 chân kép thôi, tại vì cái phần này nãy mình chừa là có 5 chân kép thôi đó, như thế này. Rồi ở phần trong đây thì cũng tương tự như cái hàng 1, hàng 2 của phần trong đây, các bạn cứ lặp lại như vậy cho mình, cứ đi lên đi rồi các bạn lặp lại cho mình nha. Ở đây mình sẽ nè, ở đây ba bính thì lên tiếp tục là 5 mũi bính thôi. Tại vì mình nhắc cái này cũng nhiều lần rồi, chắc các bạn cũng để ý mà phải không? Ở đây mình cũng không có làm qua văn gì phức tạp. Đó, 5 bính là tiếp tục bên đây 5 mũi bính nữa nè, móc một mũi đơn nè. Đó, 5 mũi bính nè. Qua đây một mũi đơn nè. Đó, như thế này. Đó, bây giờ các bạn sẽ móc tới cuối hàng. Và ở bên kia các bạn cũng để ý, như ở đây 5 mũi bính thì qua tới bên đây. Bắt đầu các bạn cũng bắt 5 mũi kép nè. Thì qua bên đây các bạn cũng bắt đầu móc cho mình 5 mũi kép, sau đó tới phần qua văn thì rồi các bạn sẽ thay đổi luân phiên nhau tới cuối hàng cho mình. Đó, thì tương tự ở đây thì nè, mình có móc đây, ở đây tương tự như nãy giờ mình hướng dẫn các bạn thì móc lên cái phần này thì mình đã móc lên đến hàng thứ nè, thứ 20 nha, 2 4 6 8 10, tới hàng thứ 20, có nghĩa là phía trong đây mình đã móc được 10 hàng rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục cái phần vai áo nha, mình sẽ không móc phần chính giữa nữa. Thì cái phần vai áo này thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần lặp lại cái phần cụm qua văn từ đầu hàng tới cái phần này cho mình thôi. Thì các bạn sẽ đi lên cho mình là thêm ở đây các bạn sẽ đi lên cho mình tổng cộng là 20 để coi, 27 hàng. Các bạn sẽ đi lên thêm cho mình là 7 hàng nữa để cho nó đạt cái độ dài á. Giống như là ở đây là mình nói các bạn nha, cái phần tay áo thì mình có ghi ở phần hình vẽ là cứ một cụm như vậy là 3.5 nè, mình phải làm sao cho từ nách đi lên nguyên cái dòng áo là phải khoảng tầm 34 tới 36 37 cm mới đủ nha. Thì phân nửa của nó có nghĩa là từ 17 tới 19 cm mình đã có ghi ở trong phần hướng dẫn ngay ở trong cái tờ giấy á. Ở đây nè, cứ 1 2 3 mình được 3 cụm thì có nghĩa là 10.5 cm. Thì ở đây nếu mà mình móc 27 từ phía dưới đi lên, có nghĩa là từ ở phần mà hướng dẫn đầu video này đến cái phần chiếc nách đủ 27 hàng thì ở đây mình mới được là 5 cụm. Thì mình tính ra nó khoảng tầm là 5 cụm tính ra là khoảng 17.5 cm đi lên, và phần phía bên đây nữa thì nó ra là 18-19 là vừa. Nên các bạn từ khi mà lúc mà các bạn không móc cái phần chính giữa này nữa, các bạn sẽ móc lên cho mình thêm 7 hàng nữa nha. Và quay mặt lại nè, các bạn sẽ móc cái hàng thứ 21 cho mình tất cả bằng ở hàng này thì các bạn sẽ móc tất cả các chân đều là mũi kép cho mình hết. Đây, các bạn sẽ móc cái hàng thứ 21 là tất cả các mũi chân đều là mũi kép cho mình nha. Đây, ở đây mình kết thúc cái hàng thứ 21 ở điểm này là không móc vô phần chính giữa nha. Hàng 22 các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính, quay mặt lại. Các bạn sẽ móc cho mình là tổng cộng 10 mũi kép liên tiếp.
như thế này, có nghĩa là tính luôn cái mũi này nè nha, là 2 4 6 8 10, 10 mũi đó. Bây giờ các bạn sẽ bỏ qua hai chân phía dưới, móc chân thứ ba cho mình là 3 mũi kép chụm đầu nè. Lên 3 bánh, tiếp tục 3 mũi kép chụm đầu. Như thế này. Đó. Rồi sau đó các bạn lại bỏ hai chân, móc cho mình 5 mũi kép liên tiếp. Ở đây thì các bạn chỉ móc xen kẽ nhau thôi. Mình hướng dẫn lại là để cho nhiều bạn mà mới các bạn không biết thì các bạn có thể xem đặng móc nha. Đó. Sau đó móc tiếp ngay chân thứ ba 3 mũi kép chụm đầu. 3 bính qua đây, 3 mũi kép chụm đầu. Tiếp theo, bỏ hai chân, móc ba chân cuối cùng là 3 mũi kép nè. 1 nè. 2 nè. Chân cuối cùng. 1 mũi kép nè. 3 nè. Như thế này. Tiếp theo, ở hàng thứ 23, các bạn lên 3 bính cho mình. Quay mặt lại, móc hai chân kép còn lại. Sau đó lên một bính, móc vô đây, một kép nè. Một bính. Một kép, một mũi bính. Vào qua bên đây. Móc 5 mũi kép cho mình. Tiếp theo một bính vô đây, một kép nè, một bính nè, một kép nè, một bính nè, và móc 10 mũi kép cuối cùng cho mình. Này. Tiếp theo lên 3 bính. Móc cái hàng tiếp theo cho mình. Móc cái hàng thứ 24 cho mình nè. Móc 10 mũi kép. Sau đó lên 2 bánh, móc vô đây 1 mũi kép. Chính giữa này thấy không? Lên 2 bánh, tiếp tục 5 kép bên đây. Tiếp theo, cái hàng thứ 25 lên 3 bánh, móc tất cả các chân đều là mũi kép hết cho mình.
mình kết thúc cái hàng thứ 25. Bây giờ hàng 26, ở đây thì nãy mình nói các bạn móc tới hàng 27 thôi, nhưng bây giờ các bạn sẽ móc thêm cho mình là 4 hàng nữa, là 26, 27, 28, 29. Là nó sẽ lặp lại từ cái hàng qua văn ở phần 1 mình hướng dẫn á, là từ hàng 1 tới hàng 4 nha. Và các bạn sẽ thay đổi vị trí của nó nha. Ở đây thì cái phần hoa văn nó đi bên đây, thì bây giờ các bạn sẽ móc qua bên đây cho mình. Bây giờ mình sẽ móc hàng thứ 26 cho bạn, và cái hàng thứ 27, 28, 29 các bạn tự móc nha. Lên cho mình nè, ở đây là lên cho mình 5, thêm 4 mũi kép nữa nè. 3 nè, 4 nè, 5 nè, là để tạo thành 5 mũi kép á. Tính luôn cái phần 3 bính là 5 mũi kép. Sau đó bỏ hai chân, móc chân thứ 3, 3 mũi kép chụm đầu. Ba bính. Tiếp tục qua đây, 3 mũi kép chụm đầu. Vô dưỡng. Như thế này. Sau đó bỏ hai chân, móc chân thứ 3. Liên tiếp 5 mũi kép cho mình. Nè. Tiếp theo bỏ hai chân, móc chân thứ 3 cho mình, 3 mũi kép chụm đầu. Ba bính, 3 mũi kép chụm đầu. Đây, bỏ hai chân, móc chân thứ 3 một mũi kép và móc 7 chân kép còn lại cho mình. Có nghĩa là cuối hàng của mình là tổng cộng 8 chân kép. Đó, như thế này. Thì bây giờ cái hàng thứ 26 mà mình đã móc rồi, bây giờ các bạn móc hàng 27, 28, 29 cho mình. Có nghĩa là các bạn móc hàng này nè, hàng này giống ba hàng này cho mình. Và các bạn sẽ kết thúc cái phần dây phía bên một bên, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc dây phía bên còn lại nha. Ở đây mình quên nữa, ở đây là mình móc còn một hàng nữa là hàng thứ 29 nè. Bây giờ các bạn sẽ móc theo mình cái hàng này nha. Tại vì cái hàng này mình sẽ móc xéo đi lên, là ở phía trong nó sẽ cao hơn, để mình lúc mà mình gáp cái tay áo á, nó có độ đi nghiêng vô phía trong á. Thì thường thường như vậy thì cái áo nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu các bạn móc ngang vậy thì nó rất là không có đẹp. Ở đây thì các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính, quay mặt lại. Các bạn sẽ móc cho mình là để coi, 2, 4, 6, 8 mũi này là 8 mũi đơn cho mình. Móc vô chân đầu tiên luôn, chân lên bính, một mũi đơn cho mình. Một mũi đơn, chân kế tiếp, một mũi đơn. Nói chung là các bạn sẽ móc 8 mũi đơn đầu tiên cho mình nè. Đây, tiếp theo các bạn sẽ móc mũi nửa kép cho mình. Các bạn sẽ móc hết cái tớ phân nửa bên đây cho mình luôn. Ở đây hai mũi nửa kép nè, một nè, hai nè. Tiếp theo qua đây một mũi nửa kép, hai mũi nửa kép nè, một nè, hai nè. Sau đó qua đây một mũi nửa kép nè, hai mũi nửa kép nè, ba mũi nửa kép nè. Là tổng cộng các bạn sẽ móc 8 mũi nửa kép cho mình. Tiếp theo tất cả các mũi còn lại các bạn sẽ móc cho mình là mũi kép nha. Một mũi nè, hai nè, ba nè, bốn mũi nè, năm mũi kép nè, sáu mũi kép nè, bảy mũi kép nè, và còn năm chân này vẫn là năm mũi kép cho mình luôn. Tổng cộng là 12 mũi kép cho mình nha. Kết thúc nó sẽ xéo xéo như thế này, dòm vậy, như vậy thôi, nhưng mà khi mà các bạn khâu vô thì nó rất là đẹp nha. Tại vì cái mũi nửa kép của mình nó hơi nhiều á đó. Các bạn sẽ thấy nó hơi có độ xéo từ thấp đi lên cao. Nói chung là 8 mũi đơn
tới 8 mũi nữa kép, và còn bao nhiêu thì là mũi kép hết cho mình. Và ở đây mình sẽ kết thúc cái hàng và mình sẽ cắt sợi để mình móc luôn cái phần tay phía bên kia. Đây, sau khi xong phần cái tay bên đây, cái vai bên đây, thì bây giờ bắt đầu sẽ móc qua phần bên đây. Bên đây các bạn nhớ để ý nha. Nè, cái này là bên mặt phải của nó nè. Cái hàng cuối cùng mà cái hàng kép các bạn phải móc ở mặt trái nha. Có nghĩa là bây giờ các bạn sẽ quay mặt lại, các bạn móc từ phía trong này đi ra cho mình. Các bạn phát sợi từ phía trong cho mình nha. Bây giờ để mình lấy cái phần sợi, các bạn bắt sợi cho các bạn xem. Đây, mình sẽ rút một cái mối cho nó chặt nha, để không có bị giục á. Tiếp theo, mình quay mặt lại. Các bạn sẽ móc từ phía trong chính giữa áo đi ra. Móc ở đây. Đâm cái sợi này qua. Kéo lên. Lên cho mình 3 mũi bính. Ayu. Và như thế này. Sau đó, các bạn sẽ móc tất cả các chân đều là mũi kép hết cho mình. Còn cái phần sợi thừa này các bạn để qua bên đi chút xíu, mình giấu sau cũng được, không cần phải giấu luôn khi móc, tại vì giấu như vậy nó không có được đẹp á. Bây giờ các bạn sẽ móc hết cái phần cái mũi chân còn lại là mũi kép hết cho mình. Đây, quay lại. Thì sau khi xong cái hàng này là cái hàng đầu tiên của phần lên tay áo, thì các bạn sẽ dòm bên phần tay bên đây. Ở đây ở phía ngoài thì các bạn sẽ dòm phía ngoài. Ở ngoài đây 3 mũi bính, ổ 3 mũi kép, thì các bạn sẽ móc 3 mũi kép và các bạn móc phần hoa văn. Tương tự như bên đây, các bạn sẽ móc lên tới hàng thứ 28 cho mình. Sau đó cái hàng 29 mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn móc cái phần xéo xéo như thế này nè. Tại vì nhiều khi một hồi nó không phải cùng chiều ở bên ngoài vô mà nó ở bên trong đi ra. Đó, bây giờ tương tự bên cái phần tay bên đây, các bạn sẽ móc qua bên phần tay bên đây cho mình nha. Ở đây mình sẽ không quay hướng dẫn phần này để cho nó rút ngắn thời gian lại. Đây, ở đây mình đã móc tới cái hàng thứ 28 này nè. Cái hàng thứ 29 là mình sẽ bắt đầu ở từ phía trong cổ áo đi ra nè. Nên các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là, để mình xem coi, ở đây là 5, 10, 17 mũi kép nha. Các bạn sẽ móc cho mình 17 mũi kép, lên cho mình 3 mũi bính là tính như 1 nè. 1 rồi nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À, mình lộn. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi kép chứ không phải 17 nha. 12 mũi kép. Sau đó móc mũi nửa kép nè. 8 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và còn 8 mũi còn lại bạn sẽ móc cho mình mũi đơn. 8 mũi đơn, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7 và chân cuối cùng 8 mũi đơn, kết thúc cái hàng. Như vậy là ở đây mình đã móc xong hết hai cái phần tay áo rồi nè. Như thế này. Các bạn thấy không? Như thế này. Thì để mình để xa. Như thế này.
phần chính giữa áo nó sẽ như vậy. Ở đây là mặt trước của áo nha. Mặt trước của áo thì cái phần chính giữa mình chỉ móc lên là có 10 hàng thôi. 10 hàng. Các bạn đếm nè, 2 4 6 8 10. Còn đối với mặt sau thì các bạn sẽ móc lên cho mình 12 hàng nha. Thì mình sẽ cũng giống như ở đây thôi, nhưng mà các bạn móc ở ngoài đây và các bạn móc thêm cho hai mình 2 hàng ở phía trong. Nó qua văn hàng 1, 2 đấy lên là tổng cộng 12 hàng. Sau đó cái phần dai thì các bạn cũng tương tự, các bạn móc tới hàng thứ 29 cho mình. Ở phía trong nó cũng cao. Cái hàng cuối cùng thì các bạn móc như mình nãy giờ hướng dẫn cho các bạn. Và cái phần thân sau thì mình sẽ không hướng dẫn lại nữa nha. Tại vì nó giống thân trước, mình chỉ thay đổi cấu trúc là cái phần qua văn C mình thêm 2 hàng nữa để cho cái phần thân sau cái cổ nó sẽ ngắn lên một chút xíu. Đó, thì ở video này mình hướng dẫn như vậy là mình thôi nha mọi người, mình sẽ kết thúc video ở đây. Và video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp phần dây và viền phần cổ. Kế đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái tay áo. Đó, bây giờ mình sẽ kết thúc cái phần video hướng dẫn thứ 3 ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở phần video 4 nha.